Hả? Kiếm vợ được không? Kiếm con vợ được không hả? Trời, đi làm giờ tiền chưa có mà kiếm vợ sao nuôi nó nổi. Của anh có nè, của anh nuôi được. Giờ đủ khả năng nuôi không? Đi làm kiếm tiền ngày cỡ 300 ngàn. 300. Làm mất 200 ngàn ngày mà giờ dịch bệnh nữa sao cưới vợ được. Đấy. Chơi làm thì mua ngang cái chơi chơi nổi hết, chơi ai nổi hết. Nói sao? Nó nói đi kiểu kiểu mua vợ. Đi cái mụ vợ à? Chào. Hello, khỏe không? Ê, đi đâu vậy? Ủa sao mà đi đợi được đón lá đâu đẹp dữ hả? Hả? Sao mấy bữa nghe nói nhớ nãy lắm đúng không? Có không? Ngồi chỗ này nói chuyện chút tâm sự ra mấy bữa nay tình hình sao mà... Cũng mới mua sao? Sao mới rách rồi? Rách cỏ xe. À, lâu đi khỏe luôn chứ vậy? Khỏe. À, sao bữa nay làm được nhiều tiền chưa? Chưa. Ở bên đây sao thấy nhìn thấy phong độ dữ ta? Sao nấu lá ai cho hả? Ai mua hả? Nó chớ. À. Chưa đi ăn không? Hả? Phát qua không? Phát qua hả? Qua ở đâu? Phát qua có chua á. À. À kia. Qua thì để Nam Phạt, Nam Phạt. Ngày mai ngày mốt rồi đi. Mà đi làm sao đi? Không làm này, nghỉ. Nghỉ ngày hả? Rồi là răm nó xuống Phát qua. À. Nó răm đi Phật qua. Răm đi Phật qua hả? Đấy. À. Mãi à? Ừ. Sao mà mấy bữa nay anh Phong sao xuống đây không? Có. À. Chưa đi ăn sáng mau chợ. Hả? Sáng mau đi. Tí này chợ đi được rồi, dẫn chợ chứ tí nữa anh Phong xuống. Sao vài bữa vô nhà anh Hải chơi nữa không? Vô chứ. Đấy. Vô. Vô đúng không? Đi bữa đó đi về có sai sống không? Không, có tạm rượu. Tạm. Hả? Tắm, hôm nào bố tắm người ngứa. Tắm hả? À? Ừ. Ờ, bố tắm đi rồi ra đây nói chuyện tiếp. Rồi để quần áo về để đâu chứ không sẽ quăng đó. Ê. Ồ, đây mặc đồ đẹp quá ta. Xanh điệu quá vậy. Ở cái ngũ cốc này chú đem ra cho con để con uống cho nó khỏe thì dạ. Nó quậy của cho mẹ quá cho anh uống quá dạ. Cái này nhỏ cái này là con quậy lấy nước nguội á, sôi để nguội á ha dạ. Cái sôi để nguội con quậy ra con quậy cho nó quẹo quẹo quá đó, xong rồi con đổ nước sôi nước nóng vô dạ. Nước đổ nước sôi vô thì có nghĩa là lần đầu là bỏ 3-4 muỗng gì đó, bỏ 3-4 muỗng vô cái ly, xong rồi lấy cái nước nước mà nước nước sôi để nguội á, dạ. Hay là nước lọc vậy nè, dạ. À, xong con bỏ vô một ít, con đánh cho nó quẹo 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 ra, xong cái đổ nước sôi vô, cái này con sẽ đổ bỏ thêm ít đường nữa, dạ. Ít đường hoặc có thể bỏ sữa vô uống cho nó dễ, dạ, dạ. Không uống sữa đường được nhưng mà uống có sữa đường thì ngon hơn, dạ, dạ. Uống vài bữa là lên cân nó còn ốm quá chừng, mà đây thấy cũng đỡ hơn đợt trước ha, dạ. Thấy cũng có do có thực thân đây. Mà sao cao dữ à, mà đây cao dữ à? Dạ. Không phải không? Vô đây đứng với lại thằng cô nhỏ hả? Ừ. Rồi đứng rồi hai đứa rồi. Trời ơi. Thằng nhỏ này cao hơn ngào lắm ơi. Ôi trời. Năm ngoái ra nhớ cái chỗ này đúng không ta? Chỗ này có chừng này chứ mấy gì? Dạ. Ôi lớn nhanh như thánh giống không ơi. Không mà cái tuổi này là khó mập lắm. Mà con uống cái này uống ngày 2-3 lần đi. Cái này con uống được là nếu mà lâu lâu quậy cho mẹ cho anh uống không được. Dạ. Mẹ của anh thì cũng mập rồi. Dạ. Uống này uống tăng cân. Chú đem ra cho con. Cắt đi rồi quậy uống. Dạ. Ừ. Biết chưa biết cách làm chưa? Thông minh lắm, nhỏ được cái là nói cái là thông minh, với lại con đọc trong đó thì con đọc chữ trong đó rồi con có cái hướng dẫn sử dụng đó. Dạ dạ. Bữa nay có đi làm không? Dạ ngày đi nghỉ. Ngày đi nghỉ hả? Dạ. Cũng bữa nay cũng đi làm cơ khí đúng không? Dạ.
Cô Minh đang ở nhà. Tối nay cái gì có nấu ăn không vậy? Hả? Tối nay ăn bún à? Tối nay cho con ăn với nghe. Dạ. Gì nấu ăn dở hả? Con nào ăn có đồ ăn mà dở. À, gì ăn bún hả? Mấy bữa nay đi chợ nấu ăn thường xuyên gì? Nghe à. Sao bữa nay gì thấy gì mệt mệt á? Bữa nay sao gì thấy gì có đau gì không? Sao thấy gì mệt mệt á? Mệt hả? Hả? Cũng 2 tháng rồi quý vị. Hôm nay thì Hải mới đi ra thăm lại của mình cái đợt dịch Covid á. 2 tháng Hải với ở Đà Nẵng thì nói chung là không có đi đâu được quý vị. Hôm nay thì lâu quá rồi cũng đi ra thăm gia đình chút. Bữa nào vô nhà con chơi nghe. Hả? Sao hôm nay thấy ở nhà sợ mắc đồ hả? Mắc điện lớn. Tắm xong rồi hả? Trời tắm nhanh dữ. À. Bật điện lên sáng nha tôi à. Trời ơi. Ủa bữa nay hình như là nó bữa nay sao hết nắng rồi, sao thấy cái chỗ này sao nó hết đen rồi? Hả? Hết đen rồi hả? Ừ. Được chứ, trời chứ mấy bữa không xem mà. Sao mấy bữa nhớ chú Hải nhiều không? Nhớ anh Hải nhiều không? Nhiều. Nhớ nhiều rồi, sao rồi anh Phong quay nó nhớ anh Hải nhiều lắm hả? Nhiều. Lấy áo mình vô không? Lấy áo mặc vô đi, tắm rồi. Mà mặc có giặt quần áo không đó? Có giặt. Mày giặt ngay vô chứ không thôi là không được hỉ. Ê. Cái này có ngũ cốc này vài bữa quậy cho nhỏ uống nè. Gì uống thì chịu bột à? Dạ chịu bột có chịu nước. Dạ cái nó chỉ cho nhỏ rồi đó với gì bên này chứ chịu bột. Chịu bột. Dạ ở nhà gì dọn dẹp cho mấy đứa rồi nấu ăn cho mấy đứa rồi nó đi làm như vậy. Con cũng nói biết đó con, mà con nói mà bữa nay mà đi con ra về đó. Dạ bữa trưa ra về mà mệt đấu à. Con nhỏ đấu. Trời nó đi làm nó thằng cu lớn vậy đi làm là nó phải mệt chứ đi làm mà ai khỏe vậy? Da bên sợi ốc ở đây. Dạ. Đeo khi vậy đây. Đen à? Đen đâu trắng nâu chứ cu lớn à cu nhỏ? Phải nữa. Dạ. Yeah. Trời nó đi làm nó phải đen chứ nó đi hồi xưa gì cho nó đi học rồi nó ra nó làm bác sĩ kỹ sư nó mới mát chứ. Chứ còn giờ nó phải đi làm tay chân nó phải đen chứ. Hả? Mua con gì? Con xịt này nó rách hết rồi. Con xịp à? Ừ, để lão rách luôn. À, rồi, ok. Mày đi. Đi. Ê. Mua tụi nó đòi bạn này á. Túi à? Để tí ra có không mua? Tội vậy đó quý vị. Để nó mượn ngã ngay. Trời ơi, xuống nằm dưới đất luôn nữa. Để gì nó mới mượn ngã ngay. À. Mượn thấy anh. Nè mà mai đi hết tóc nghe. Trắng trắng sơ cho đẹp này chứ sao mà ngán lâm bơm lâm cơm ha. Nhìn mặt đẹp trai mà đầu tóc xấu quá. Đi hết tóc nghe. Đi hết tóc rồi cậu mặt rồi Không hợp để được quên ơi hồi nào đi đen. Ờ để đi đen à. Làm tóc cái vậy được quá. Ngươi đang để ăn đúng rồi, cẩn thận đó. Lấy giường thôi. Ảo nếu muốn đi trong khoảng đẹp lắm. Đẹp chứ. À, có bên nhưng mà đẹp nhưng mà vẫn phải giặt chứ còn để mà nó dơ thì muốn riêng tặng cỏ không riêng tặng như thế nè. Ừ để đó mà ai cho nón lá à, mua à hả cái nón lá à, chiều à, ở đâu à đấy ai cho họ cho họ cho à ui trời móng tay này còn móng tay này mà sao bữa nay ra thấy trắng hơn cái đợt trước này. Đấy không cái cổ này hết đen rồi đúng không? Cổ mà này hết cái đen rồi. Đen, cái mặt đen. Cái mặt nó đen à? Ừ, đâu trắng đâu á chứ là đi đẹp trai nhiều luôn á. Bữa hôm rồi đi về có bị ói nhiều không? Ói nhiều, ói mưa luôn. Mưa luôn. Có đi sáng mưa đó. À, mà sao bữa nay có đi vô nhà nãy chơi nữa không? Vô nữa mà nó đi lần thôi nó sợ luôn, giống đi nữa mà. Không để được đi nữa. Ừ. À, ai tới à? Ai tới à? Không à?
sao ra họ hỏi mày ngứa đi không quấn sơn bọn chay mất cái gì sơn mấy bọn chay mất sợ ai đưa mình đoạn sơn chay đánh được đó à đổi nó à chay đánh khẩn chay chung bởi cái sơn ơi ôi cho mà lấy mập quá hả nha. Sao tập boxing mà sao không thấy mà thấy bụng to hơn cái tay à? Dịch ở nhà là gì? Ừ. Là cái này mặt không hao nữa. Không ạ. Không rồi đi làm mặt đẻ. Đẻ mặt. Ồ, đây có nón lá rồi thấy chưa? Ờ. Đó. Bữa nào cho mượn nón lá đi chơi bữa nghe. Coi nè. Bữa đi thời trang quân rách gì đấy á. Ờ. Xoay vòng coi nè, xoay vòng. Xoay vòng. Chờ ghê được bấy. Xa xa để đạp bố cậy có không? Đấy. Bố cậy đi. Bữa đợt đá của mệt rồi. Đấy. Rộng vậy. Đấy. Rộng quá hả? Rộng à. Ừ. Mặc được cũng cãi. Phát quà không rằm. Đá của con về mà mặc được cũng cãi thế à? Nó rằm đi phát quà kìa. Hả? À một đi phát quà. Rằm phải. Mốt đi. Được ngay một không? Được ngay một là mấy ngày? Ngay một đó. Là mấy ngày nữa? 3 ngày nữa. Ngã nó rằm phạt. Ừ, nói ra, nói đi ngày ngày một ở nhà đó mới đi phản ấy chứ ngày mai là đến ngày mốt hay là ngày mốt là đến ngày mai ngày một ngày mới nữa ngày mới hả? Ngày mới một phạt à ngày mốt ngày nội râm phạt thì râm ngày một là râm rồi râm phạt à ừ. Chứ đi ăn ấy đi ăn à ừ. Ăn chi bữa nay làm có nhiều tiền không mời anh Hải anh Phong đi ăn bữa chứ mình... đi kia vô ăn đám cưới hả kia vô ăn đám cưới ở đâu bữa nay dịch ai à đám cưới đến chỗ rau á ờ mà điểm có đám cưới không ta có à kia vô ăn một gãi đôi hằng đựng thẳng chay cái gì gãi đôi hằng đựng thẳng chay con gái đang đứng không chạy à thấy hiền nó sợ chạy á đội nấu lá đó. Ồ, giống như là diễn viên Hollywood luôn ấy. bữa nay cái cổ anh hết đen rồi phải không? Hết đen rồi. Đang đi ăn. Hả? Đi ăn túi. Ăn túi bao giờ sống chuông mà ăn túi vậy? Có cho cái áo đấy áo của em đây này. Áo ai mà? Mặt trời nên mà ai mặc cái áo đấy nặng gì đâu mặc được. Hả? Thấy. À, thời trang. Áo đã áo khoác không? Kẹo đã mua đúng mà. Mấy bữa nay đi làm ngày được bao nhiêu tiền rồi? Ồ. Hả? Dịch. Sao? Dịch cũng làm được. Dịch cũng làm được đúng không ạ? Trời ơi anh Phong ơi. Dịch bệnh cuối cùng cũng ở nhà không làm được luôn trợ cấp gì cho. Dịch cũng làm được. Hả? Dịch cũng làm được, dịch của xã đồ bịt mặt đi nha. À. Dịch cũng làm được chính hệ. Mà sao ngoài đó hiện có bịt khẩu trang không? Có. Đâu dịch là đi làm được đúng không? Dịch làm được. À, vậy hỗ trợ 100.000 chống dịch nghe. Một con xịt đô rồi đó. Hay. Một con xịt á, con xịt được rách hết. Để giữ được rách hết, mưa được rách hết. À. Rách mãi cậy luôn. Ôi cho còn bao nhiêu trơn rồi. Còn hơn cơ hai. Ôi trời. Con xịt đô không có cậy bừng hết, rách hết. Hỏi chú Phong mày có không? Chú Phong cho mày cái nè. Mua à. Hỏi anh Phong nữa. Hey. Mua chi? Mua muốn xịt đốt bừng á. Muốn xịt bừng. Ăn rách hết. Ở đây à? Muốn rách hết. À. Rách hết cũng có cái bừng lắm. Tội. Chưa đi ăn. Hả? Đi ăn à? Ừ. Vậy bữa hết dịch ổn định đi làm lại nghe. Đi làm lại.